Chết tiệt, tên khốn nào đây, kiếm thần đại hạ, Diệp Không. Con lợn đại hạ chết tiệt, ngươi đang khiêu khích, thiên chiếu đại thần. Thiên chiếu, ta đang ở đây, còn không quỳ xuống, chủ nhân điện Chu Tiên. Chờ ta từ lâu, ngươi một tên thua trận, còn có gan ở đây chờ chết. Không, lâu rồi không gặp, rớt, sa tăng, hôm nay là ngày đẹp. Ba kẻ thua trận tụ hội, càng đỡ mất công tìm kiếm. Diệp Không, đừng ngông cuồng, hôm nay Thiên Chiếu Thần Cung sẽ là nơi chôn cất của ngươi. Cả ba cùng lên, ta, Diệp Không, không sợ, chết tiệt, chém ngang gió. Cùng nhau lên. Kiếm tới. Ngục của thần. Diệp Không, cái lồng này được thiết kế riêng cho ngươi. Dù là chủ nhân điện Chu Tiên hay là kiếm thần địa hạ cũng sẽ chết trong này. Đừng vui mừng sớm quá. Ngươi nói gì? Hắn định tự sát. Diệp Không, ngươi là thần kiếm, sống chung với trời đất, tại sao lại vì những kẻ phàm tục mà liều chết cùng chúng ta? Chỉ cần ngươi đồng ý dừng tay, chúng ta ngay lập tức mở ngục của thần. Ta là thần kiếm của đại hạ, được nhân dân đại hạ thờ phụng, nên hy sinh cho đại hạ, chết không hối tiếc. Hôm nay ta vì đại hạ, nếu có thể diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, Diệp Không ta, chết không hối tiếc. Ngươi điên rồi, đừng bao giờ ngủ quên. Trên chiến thắng, từ xưa đến nay, bao nhiêu người làm được. Hôm nay, ta, Diệp Không, giết thần, nổ. Lần này đích thân điện chủ chinh phục Phù Tang. Trước khi khởi hành, chủ nhân lệnh cho bốn đại quân của ta chuẩn bị sẵn sàng một trận tiêu diệt Phù Tang. Kiếm trừ thần. Kiếm trừ thần là thanh kiếm của chủ nhân, mấy chục năm không rời người. Giờ đây kiếm trừ thần trở về, nhưng chủ nhân chưa về, chắc chắn chủ nhân đã gặp nguy hiểm. Nghe lệnh, lập tức phát động toàn bộ bốn đại quân tìm kiếm. Dám đến địa bàn của tôi xin ăn, nói nhiều làm gì, giết hắn. Thế sự sa đọa, các tướng quân đang vì quốc gia chinh chiến, sinh tử của kiếm thần không rõ, mấy người này lại vì một cái bánh bao mà đánh nhau túi bụi, thật mất mặt. Có chuyện gì vậy? Hình như là mấy tên ăn mày đang đánh nhau. Cô đi xem thử. Dừng tay lại. Lâm Tổng, hai tên vô gia cư đánh người đã bỏ chạy, còn lại một người bất tỉnh, cô sắp xếp đưa đến bệnh viện chữa trị, chữa được có chỗ về thì cho về, nếu không có chỗ về, tìm cho hắn chỗ ăn ở. Vâng. Chào mừng quý khách. Hơi mệt rồi, Diệp Không đâu, bảo anh ta bóp chân cho tôi, Diệp Không. Cậu ấy mới vào nghề được 2-3 năm, tay nghề chưa thành thạo. Mỹ nhân, hôm nay quản lý của chúng tôi sẽ phục vụ cô, tay nghề thành thạo, giá cả như nhau. Thôi đi, Diệp Không có ở đây không? Không có thì tôi đi. Có, hắn có. Chân tôi mịn không? Đàn ông làm việc nghiêm túc thật là đẹp trai. Tôi thích sự kiềm chế của anh. Đây là 10.000, đi chơi với chị một đêm. Tiền này là của anh.
tiền bẩn đi, tôi không làm việc bẩn. Tiền bẩn, việc bẩn, thật thú vị. Tôi đã tìm hiểu, 10.000 này, bằng 3 tháng lương của anh. Anh là thợ massage mới vào, lại dám từ chối tôi, dù tôi nghèo. Nhưng loại tiền bẩn này, tôi không thèm. Này, anh suy nghĩ kỹ chưa? Với một mỹ nhân như tôi, bao nhiêu người sẵn sàng trả tiền để ngủ với tôi lại trả tiền để tìm anh, là đã cho anh một vinh dự lớn. Hơn nữa, tôi đảm bảo sẽ làm cho anh thoải mái. Cô đổi người khác đi, tôi không làm nữa, anh. Anh là một kẻ lao động hèn kém, lại dám từ chối tôi. Quản lý, anh tìm tôi. Có khách hàng khiếu nại anh. Bị trừ 500 lương, cái gì? Nhìn cái gì, nếu không phải Lâm Tổng cứu anh, thư ký Trần bảo tôi cho anh bát cơm, tôi đã không thèm để ý đến anh rồi, mau đi đi. Tham kiến đại nhân mỹ ảnh. Tất cả đứng lên đi, vâng. Đại nhân, điện chủ đã thống trị thiên hạ, được 3 năm rồi, 3 năm qua, ngài đã cho 4 quân đoàn của chúng ta với hơn 1 triệu người. Gần như đã lục soát toàn bộ đại hạ, mà vẫn không tìm thấy tung tích của điện chủ. Có lẽ, sắc láo, thuộc hạ biết tội, điện chủ tuyệt đối không thể chết. Trên thế gian này, không ai có thể giết ngài, ngay cả các vị thần cũng không. Kiếm tử thần, nếu ngươi có linh, hãy giúp ta tìm được chủ nhân. Chủ tiệm, 50 cân gạo giá bao nhiêu? 50. Nhanh lên. Xong chưa? Mẹ, hôm nay khách hơi đông, nên con tới muộn, mẹ thông cảm, tự mang ghế qua mà ngồi. Hôi quá, tránh xa tôi ra. Muộn thế này, hôm nay rửa được bao nhiêu đôi chân rồi, cũng bình thường thôi, bao này chắc cũng nặng khoảng 50 cân. Mẹ, con chưa từng thấy ai, đến nhà mẹ vợ ăn cơm, mà mang theo một bao gạo lớn. Dù nhiều hay ít, cũng chỉ là tấm lòng thôi, lương gốc của anh đã đưa cho chị giữ cả rồi. Anh biết không, trong nhà này tôi ngưỡng mộ ai nhất? Chắc chắn là anh rể tôi rồi, phải không? Đôi tay này hàng ngày chạm vào, biết bao nhiêu đôi chân đẹp. Tiếc là quán rửa chân không nhận tôi, nếu không, phải trả tiền tôi cũng làm. Được rồi Vương Tuấn, em nói ít thôi, ăn cơm đi. Không được nhặt. Không sao, rơi thì rơi, bảo bác lấy đôi đũa khác cho con. Bác ơi, bác lấy đũa mới cho cháu. Làm sao, đôi tay này, ở quán rửa chân còn rửa được chân. Ở nhà, lại không lấy được đũa, cho cháu mình à. Thôi ăn cơm đi, đừng nói nữa, Tiểu Hạo, đũa của mình rơi, tự lấy đũa mới nhé, không được đi. Sao vậy, hôm nay tôi không sai được anh à? Vương Tuấn, đủ rồi, nói ít thôi, được rồi, Đình Đình, chuyện của đàn ông họ, để họ tự giải quyết, con đừng có xen vào, ăn cơm đi, đũa này anh có lấy hay không? Mẹ, mẹ xem, Vương Tuấn cũng là con trai mẹ. Mẹ không quản sao, tôi quản cái gì, con trai tôi rất xuất sắc, chẳng cần tôi lo lắng, một thằng con rể vô dụng, dựa vào cái gì mà, lên tiếng dạy tôi. Đình Đình, em nói gì đi chứ? Nói gì bây giờ, nói rằng anh đúng là một kẻ vô dụng, anh bảo em phải nói gì? Đúng thế, đúng rồi, vô dụng mãi là vô dụng, sao hả, anh là một kẻ vô dụng, mà còn dám hống hách à? Anh phải nhớ, nếu không có gia đình tôi, anh đã chết lâu rồi, còn ở đây huênh hoang với tôi, anh nghĩ anh là ai? Sao hả, anh còn muốn động thủ sao? Được thôi, mặt tôi ở đây này, đánh đi, nếu anh dám đánh tôi một cái, tôi còn kính anh là nam tử hán. Đồ vô dụng. Không phục sao? Dám đánh tôi. Cái con nhỏ này, đứng ngẩn ra đó làm gì, không đi giúp em trai mày à,
cầm lấy, tao nói cho mày biết, nếu em trai mày bị thương, tao không tha cho mày đâu, đi đi. Đừng trách em, Vương Tuấn là em trai em. Anh Diệp, em phải đi rồi, sau này không thể mang cơm cho anh được nữa. Anh giữ gìn mảnh ngọc bội này, đợi đến khi lớn lên, nhìn thấy mảnh ngọc này, em sẽ biết anh là Diệp ca ca. Tôi bảo cậu đừng đánh nữa sẽ chết người, nếu không phải vì mạng anh còn có ích, tôi đã giết anh rồi. Vô dụng, đứng dậy, tiếp tục đánh. Đừng nhìn em không cố ý, đánh mạnh như vậy, Vương Đình Đình, từ hôm nay, anh và em, ân oán hai bên chấm dứt. Tôi chỉ đánh anh một cái, anh đã ghi thù à, 3 năm rồi, cuối cùng thì nuôi ra một, con sói mắt trắng. Đúng, vì các người đã cứu tôi, 3 năm qua, tôi làm việc cho nhà họ Vương các người không than vãn. Rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, thậm chí cọ nhà vệ sinh. Tôi không than phiền, các người tự hỏi lòng mình, khi tôi còn ở nhà. Các người đã từng tự làm việc nhà chưa? Tôi làm rể nhà họ Vương 3 năm, tất cả các người, bao gồm cả em, vợ của tôi, đã có ai coi tôi là con người. Tôi cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng, một thằng làm công ở tiệm massage, đòi lòng tự trọng cái gì, im miệng đi. Ban đầu tôi không hề muốn kết hôn với em, cũng không muốn làm việc ở tiệm massage, là các người ép tôi phải làm vậy, giờ các người lại vì điều này, coi thường tôi, dựa vào cái gì? Tôi hỏi em dựa vào cái gì? Buông tôi ra đồ vô dụng, dựa vào cái gì, anh là đồ vô dụng, anh nghĩ tôi muốn, kết hôn với người như anh sao, đúng vậy. Thật sự nghĩ rằng nhà họ Vương, coi trọng người như anh, nếu không vì nghĩ rằng Lâm Tổng có quan hệ với anh, chúng tôi đã sớm quăng anh ra đường cho chết nói rồi. Ý em là gì? Đến mức này rồi, tôi sẽ nói thẳng luôn, trước đây là Lâm Tổng đã sắp xếp cho anh ở nhà chúng tôi, và còn đưa cho nhà chúng tôi 300.000. Mẹ tôi nghĩ rằng, anh và Lâm Tổng có quan hệ gì đó, nên đã bắt tôi lấy anh, không ngờ 3 năm nay, Lâm Tổng hoàn toàn không quan tâm đến anh. Thật là nực cười, hóa ra không phải các người cứu tôi. Tôi còn coi các người là ân nhân cứu mạng. Tôi chỉ là con cờ, để các người lợi dụng, nếu không thì anh nghĩ. Chị tôi, một mỹ nhân như hoa như ngọc, sẽ để mắt đến người như anh, một người mất trí nhớ vô dụng sao? Đúng vậy, đến nước này rồi, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta, không cần tiếp tục nữa. Đây là đơn ly hôn. Ký đi. Tôi, Diệp không, tôi, Vương Đình Đình, hôm nay nguyện ý kết làm phu thê, nguyện cùng sống chết với nhau, hoạn nạn có nhau, núi có đổ, nước sông cạn khô. Sớm đông ầm ầm, mưa tuyết mùa hè. Trời đất hợp lại. Mới dám rời xa người. Anh nói vậy, làm tôi cũng cảm động, vô dụng vẫn là vô dụng. Đừng tỏ ra, như thể tôi phụ lòng anh, nhanh chóng cút khỏi nhà tôi, ký vào đơn ly hôn này đi, cút. Như ý em muốn. Mang theo đống rác này đi, đừng để lại xui xẻo trong nhà tôi.
Này, tỉnh lại đi, tôi nói cho anh biết, tôi có quan hệ với đội cảnh sát giao thông, anh đừng hòng ăn vạ. Tỉnh lại đi. Tên, Diệp không, tuổi. Tôi từng mất trí nhớ, tôi cũng không nhớ được. Mất trí nhớ do bị xe tông à? Trông cũng già dáng lắm, sao lại mất trí nhớ, đến mức không nhà cửa thế này? Tôi cũng không biết, được rồi, muốn thuê nhà tôi đúng không? Tôi đồng ý rồi, 1 tháng 1.000 không vấn đề, vậy trả tiền đi. Tôi tạm thời không có tiền, có thể hoãn lại không? Chờ tôi nhận lương sẽ trả cho cô, đúng là đồ nghèo kiết xác. Được rồi, nhận lương nhớ trả tiền thuê nhà đấy. À đúng rồi, nhà tôi có cái bóng đèn bị hỏng, lát nữa xuống mua cái bóng đèn về thay cho tôi. Được thôi. Diệp ca ca, mong sao Giao Giao có thể đàm phán thành công hôm nay. Lâm Tổng uống rượu giỏi quá. Chúng ta uống thêm ly nữa. Lâm Tổng, uống thêm ly nữa. Vương Tổng, ông xem chuyện đầu tư này thế nào? Lâm Tổng, cô đã tự mình đến đây uống rượu với tôi. Đừng nói là 10 tỷ, dù là 100 tỷ tôi cũng sẵn sàng đầu tư. Bây giờ là giờ uống rượu. Chuyện công việc để sau hãng nói. Mời. Cạn ly. Anh không có mắt à? Cứu tôi với. Bảo bối, em uống nhiều rồi nói bậy bạ gì vậy? Sắp đến rồi, tối nay chắc chắn sẽ vui lắm đây. Thằng nhóc, anh muốn làm gì, anh muốn đi, thì thả cô ấy ra trước. Ở Giang Châu nhiều năm như vậy chưa ai, dám nói với tôi như vậy. Tôi không cần biết anh là giám đốc hay tỷ phú. Hôm nay anh phải thả cô ấy ra, nếu tôi không thả thì sao? Rất đơn giản, tôi sẽ gọi 2 cuộc điện thoại, một cho sở cảnh sát, một cho đài truyền hình. Nếu anh không tin, thì cứ thử xem, không cần, nhóc con, tôi nhớ anh rồi. Đi. Cô không sao chứ, tôi không sao. Tôi là Lâm Phù Giao, tổng giám đốc đế chế thương mại 100 tỷ, dưới tay có hàng vạn nhân viên. Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Anh đi đi, không cần anh lo. Này. Các người, đều bắt nạt tôi. Chỉ có Diệp ca ca đối tốt với tôi. Này, tỉnh lại đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, này. Cô ấy đẹp thế này, nếu để cô ấy ở đây, dễ gặp nguy hiểm, tốt nhất là đưa cô ấy về nhà trước, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi tính tiếp. Về rồi à? Ly dị rồi, đơn đã ký rồi, chỉ cần chờ xác nhận thôi. Có phải anh nhớ em không? Anh về sớm vậy, mọi việc có thuận lợi không? Đừng nhắc nữa, bị một thằng nhóc mù mắt phá đám, làm hỏng việc tốt của tôi. Còn Lâm Phù Giao, cô ta may mắn. Tôi không cần biết anh dùng cách gì, toàn lực tấn công tập đoàn Phù Giao cho tôi. Trong 3 ngày tôi muốn cô ta phá sản. Lâm Phù Giao, tôi muốn xem, sau khi công ty cô phá sản, cô còn lạnh lùng như vậy không? Đến lúc đó tôi sẽ bắt cô quỳ trước mặt tôi, xin tôi làm nhục cô. Bây giờ tôi đang rất giận đấy.
có phải anh nhìn lén chân tôi không? Tôi dám làm mà không dám nhận, đàn ông các anh, ai cũng như nhau cả. Về nhà. Này, cái gì mà cứng thế này? Sao anh lại có miếng ngọc bội này? Tôi biết rồi, anh là Diệp ca ca. Sao cô ta biết mình họ Diệp? Diệp ca ca, anh thật là tàn nhẫn. Anh có biết những năm qua em một mình chịu đựng, vất vả thế nào không? Sao anh không đến sớm hơn? Lưu manh, tiểu thư, tôi không phải lưu manh, ra ngoài đi, nghe tôi nói đã. Cô không sao chứ, chuyện tối qua xem như chưa từng xảy ra, anh không nợ tôi cũng không nợ anh. Nếu cô muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Chịu trách nhiệm? Anh lấy gì chịu trách nhiệm? Anh chỉ ở nhà thuê, toàn bộ tài sản của anh còn không bằng một cái túi của tôi. Anh muốn chịu trách nhiệm hay lợi dụng tôi? Đồ không biết thân biết phận. Này, cái ngọc bội đó có gì đẹp? Tối qua tôi bảo anh sửa đèn. Sửa đến đâu rồi? Chị Triệu, bây giờ em đi. Nhìn gì mà nhìn, không sợ mọc mụn à? Sửa xong chưa? Đợi một chút. Anh không sao chứ, Diệp không? Anh làm sao vậy? Không sao chứ? Ngài Cuồng Long gửi mật điện, giáo phái thần mặt trời gần đây hoạt động nhiều, quân Cuồng Long phải phòng thủ biên giới, không thể điều động nhiều người. 3 năm trước, chủ nhân quyết chiến với các thần, tại Thiên Chiếu Thần Cung, chỉ còn lão già rất may mắn sống sót. 3 năm trôi qua, bây giờ, có lẽ hắn sắp hồi phục, điện chủ không rõ tung tích, nếu rớt trở lại, đại hạ sẽ không ai địch nổi. Kiếm Trừ Thần sao vậy? Là điện chủ, Kiếm Trừ Thần và điện chủ tâm ý tương thông. Nó có thể cảm nhận thần lực của điện chủ, tuyệt vời, điện chủ đã tỉnh, dù rớt có gan to đến đâu, cũng không thể đặt chân vào đại hạ. Đại nhân, có thể định vị cụ thể vị trí của điện chủ không? Khí kiếm của Kiếm Trừ Thần chỉ hướng, chính là nơi điện chủ đang ở. Truyền lệnh. Tập hợp 100.000 vệ binh mị ảnh, theo tôi đi, cung nghênh điện chủ trở về. Không sao là tốt rồi, làm tôi sợ chết đi được. Kỳ lạ, trong cơ thể tôi, sao lại có một luồng sức mạnh vô hạn? Còn nữa, những hình ảnh trong đầu tôi, rốt cuộc là gì? Là ký ức của tôi sao? Không sao thì mau cút đi, đừng chết trong nhà tôi, ảnh hưởng đến giá nhà. Chị Triệu, bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ rồi, chết rồi, tôi sắp trễ làm rồi. Diệp không, trễ giờ. Quản lý, tôi có chút việc. Chúng ta là công ty chính quy, không phải trang trại nuôi lợn. Tháng này trừ 1.000 lương, 1.000 lương. Lương tháng của tôi chỉ có 3.000 thôi, đi trễ vài phút mà bị trừ 1.000. Công ty nào có quy định như thế? Tôi nói chính là quy định. Muốn đánh tôi à? Đến đây, mặt tôi ở đây này, đánh thử xem nào. Còn muốn dọa tôi, cái thứ gì đâu? Lâm Tổng, người mà chị bảo tôi điều tra Diệp không đó, chính là tên ăn mày chúng ta nhặt được 3 năm trước. Gì, hắn chính là tên ăn mày đó sao? Chết tiệt, biết thế đã không cứu hắn. Có chuyện gì vậy, Lâm Tổng?
Chết tiệt, lần đầu tiên của tôi lại trao cho một tên ăn mày. Trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Lâm Tổng. Lâm Tổng, có chuyện gì vậy? Không có gì, cô nói tiếp đi. Vâng. Sau khi Diệp Không xuất viện, tôi đã sắp xếp cho hắn ở nhà của cựu nhân viên Tống Mỹ. Hiện tại hắn đang làm nhân viên massage ở khu giải trí của tập đoàn, tên là Diệp Không. Đây là một phần tài liệu và đồ đạc lấy từ nhà của Diệp Không. Chờ đã, cô nói hắn tên Diệp Không. Đúng, Diệp trong lá cây, Không trong không trung. Hắn cũng xứng tên Diệp Không sao? Cô đi một chuyến đến phòng nhân sự, sa thải hắn đi. Vâng. Khoan đã. Thôi, để đó đã. Nhưng báo bên sòng bạc, sắp xếp nhiều việc bẩn thỉu, nặng nhọc cho hắn. Xem sao đã, được. Thư ký Trần. Thư ký Trần, yên tâm, tôi sớm đã thấy Diệp Không trướng mắt rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ôi trời, Diệp Không à, Diệp Không. Tưởng Trần Lộ là hậu thuẫn của anh, nhưng xem lần này, tôi xử anh thế nào. Đi, gọi Diệp Không đến đây, được. Quản lý, anh tìm tôi, bên ngoài có một xe xi măng, mang nó lên, trên tầng thượng, đúng rồi, không được dùng thang máy, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách, đi cầu thang bộ. Kỹ thuật viên từ bao giờ cũng phải khuôn xi măng. Tôi là quản lý ở đây, làm gì hay không làm gì, là do tôi quyết định, không chịu, không làm thì, cuốn gói đi. Vương Tổng, cơn gió nào đưa ông tới đây, mời ngồi. Người vừa ra ngoài, là nhân viên ở đây à? Vương Tổng, ông đang nói đến Diệp không phải không? Anh ấy là kỹ thuật viên ở đây. Diệp không? Sao, em quen anh ta à? Anh ta là chồng cũ của em. Thật là trùng hợp, sao vậy? Chẳng lẽ anh quen anh ta? Tối qua người phá hỏng việc tốt của tôi, chính là thằng nhãi này. Vương Tổng, thằng nhóc đó thật không biết điều, để tôi giúp ngài xả giận. Được thôi, tôi muốn xem chị quản lý dạy dỗ thuộc hạ thế nào. Ngài cứ yên tâm, Vương Tổng, tôi có cả trăm cách để chơi chết hắn, cứ chờ xem. Đi, gọi Diệp không tới đây cho tôi. Quản lý. Nhìn gì mà nhìn, khách quý như Vương Tổng, không phải là loại người hạ đẳng như mày có thể nhìn, dọn sạch thùng rác, cho tao. Đợi đã. Xong rồi, bây giờ anh mới có thể dọn. Sao, tức giận lắm à? Không sao, vở kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Từ hôm nay, tôi sẽ cho anh biết dần dần, cái giá của việc đắc tội với tôi, đắt thế nào. Diệp không, còn không mau xin lỗi, mày đã đắc tội với khách của Lâm Tổng, mày không muốn làm nữa à? Diệp không, người cứu mạng mày là Lâm Tổng, trước khi mày trả hết, ân cứu mạng của cô ấy, không thể đắc tội với khách quý của cô ấy. Sao, em thấy đau lòng à? Tất nhiên là không, em chỉ đang tự hỏi. Sao em có thể sống với một kẻ nhu nhược như anh ta suốt 3 năm? Đại nhân, 100.000 quân của Ngụy Ảnh đã bí mật đến ngoài thành Giang Châu. Biết rồi, ra lệnh cho họ đóng quân ngoại thành. Không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được hành động tùy tiện. Rõ, đại nhân có muốn thông báo cho Tổng đốc Giang Châu không? Có sự hỗ trợ của ông ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm điện chủ. Không cần. Tìm điện chủ là nhiệm vụ tuyệt mật, bất cứ ai cũng không được tiết lộ. Vi phạm, xử theo quân pháp. Bảo bối, em nhìn cách anh ta nhặt rác xem, có giống như một con chó hoang đang bới thức ăn trong đống rác không? Vương Tổng, chẳng phải chỉ là giống tôi đâu, mà là y như đúc. Đúng là chỉ một ý nghĩ sai lầm
mà thành trời đất khác biệt, đi với anh ta thì em chỉ là vợ của một kẻ vô dụng. Còn đi với tôi thì em sẽ được thưởng thức rượu ngon trị giá 100.000, nhìn tôi kiểm soát anh ta. Vương Tổng nói đúng, ây ra, em chỉ là hối hận vì đã nhận ra quá muộn. Một kẻ rác rưởi dưới đáy xã hội mà còn dám lo chuyện bao đồng, thật là nực cười. Anh phải hiểu rằng rác rưởi thì chỉ xứng đáng nhặt rác. Diệp không, đời này của anh chắc là không bao giờ được thưởng thức rượu vang trị giá 100.000 đâu nhỉ. Còn không cảm ơn Vương Tổng đi. Tôi cảm ơn ông. Vương Tổng, anh định làm gì? Có tin tôi đuổi việc anh không? Trịnh Hùng, tôi không làm nữa. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi chỉ là một kỹ thuật viên massage. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, kiếm chút tiền mưu sinh. Tại sao anh hết lần này đến lần khác làm khó tôi? Tại sao? Tại sao? Tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh muốn giết tôi? Nói đi. Các người còn đứng đó làm gì? Bắt hắn lại cho tôi. Trói hắn lại, tôi sẽ chơi hắn bằng 18 trò khác nhau. Thằng nhãi này vừa đá tôi bằng chân phải, đúng không? Kéo chân phải của hắn lên. Vương Tổng, đợi đã. Sao, anh muốn cản tôi sao? Không dám, chỉ là tôi vừa nhớ ra một chuyện. Là thế này, thằng nhóc này trước đây từng đắc tội với thư ký của Lâm Tổng. Thư ký Trần đã gọi điện cho tôi, bảo tôi xử lý thằng nhóc này. Tình huống này, sao không mời thư ký Trần đến xem luôn nhỉ? Thư ký của Lâm Phù Giao, gọi điện đi. Được rồi, cho anh giữ đôi chân lâu hơn chút. Tôi không hứng thú xem gãy chân, anh tự xử lý, đừng quá đáng quá. Gãy chân gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi quản lý kỹ thuật Trịnh Hùng gọi điện, nói Diệp không đã đánh bị thương Vương Trường Hồng, bây giờ bị bắt rồi. Vương Trường Hồng muốn đánh gãy chân hắn. Cái gì? Trịnh Hùng đang làm gì vậy? Họ đang ở đâu? Trong văn phòng quản lý của Sòng Bạc, gọi tất cả nhân viên an ninh lập tức qua đó. Vâng. Vương Tổng, thư ký Trần nói chị ấy không đến. Thật sao? Thật là đáng tiếc, một cảnh thú vị như vậy, cô ta lại không thấy được. Vậy chúng ta tự chơi, giữ chặt hắn lại. Điện chủ lại phát động thần lực, chẳng lẽ gặp nguy hiểm sao? Người đâu? Đại nhân, lập tức tập hợp vệ binh mị ảnh, mục tiêu cách 10 cây số về hướng đông bắc, toàn lực tiến lên, rõ. Xuất phát. Anh đừng qua đây. Bắt lấy hắn, hắn bị thương rồi. Bắt lấy hắn. Đánh gãy chân hắn cho tôi, đánh gãy cả hai chân, dừng tay lại. Tôi tưởng là ai, hóa ra là Lâm Tổng. Cô ấy, lại là cô ấy, tổng giám đốc của tập đoàn Phù Giao, ân nhân cứu mạng của tôi. Lâm Phù Giao lại chính là cô ấy. Đúng là lằng nhằng, anh làm quản lý kiểu gì vậy? Lâm Tổng, cô không thể trách tôi được. Diệp không không chỉ không chịu nghe lời, còn đánh bị thương khách quý của cô, Vương Tổng. Đúng vậy, nhân viên của cô đã đánh tôi bị thương. Cô có định giải thích gì không? Đợi khi mọi chuyện được làm rõ, tôi sẽ đưa ra lời giải thích cho Vương Tổng. Nhưng trước hết, mời vệ sĩ của ông thả nhân viên của tôi ra. Nếu tôi nói không thì sao? Vương Trường Hồng, đây là công ty của tôi, không đến lượt ông ra lệnh ở đây. Ông nghĩ bảo vệ của tôi chỉ để trang trí sao? Lâm Phù Giao, tôi muốn xem cô có thể kiêu ngạo được bao lâu.
Chúng ta đi. Vương Tổng, đợi em. Đi với tôi. Vương Tổng, ông không sao chứ? Lâm Phù Giao, người phụ nữ này, dám vì một kỹ thuật viên nhỏ bé, mà làm mất mặt tôi. Được lắm, cô ta thật giỏi. Vương Tổng, chúng ta đối phó với Diệp không? Sau này tìm cơ hội khác. Đáng tiếc, hôm nay chú của tôi đi đón Cố Trường Long rồi, nếu không thì... Lâm Phù Giao này, chúng ta cũng không cần sợ. Chú của anh, phó chủ tịch rất có ích. Đối phó với một kỹ thuật viên nhỏ bé, không cần dùng lá bài này. Yên tâm, sắp rồi. Rất nhanh thôi, tập đoàn Phù Giao sẽ là của tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ bắt Lâm Phù Giao này, trả giá cho sự kiêu ngạo của cô ta. Lâm Tổng, tôi thực sự không biết đó là cô. Nếu tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không. Anh im đi. Tôi không muốn nghe chuyện đó nữa, mặc dù tôi rất nghèo. Nhưng tôi vẫn nói câu này. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Chịu trách nhiệm. Lấy tiền lương, 4.000 của tôi, để chịu trách nhiệm với tôi à? Tôi sẽ đối xử tốt với cô. Anh đừng nói nữa, tôi đã nói với anh rồi. Chúng ta không cùng một cuộc sống. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Vào đi. Lâm Tổng, không hay rồi. Các nhà cung cấp của công ty đều đồng loạt gọi điện đòi tiền. Ngân hàng cũng đã đóng băng tài khoản của chúng ta. Chuỗi vốn của chúng ta bị nứt rồi. Chuyện gì vậy? Chẳng phải nói có thể hoãn một tháng sao? Chắc chắn là do Vương Trường Hồng gây ra. Cô đi giải quyết bên nhà cung cấp trước. Cố Trường Long của quỹ đầu tư Hồng Tùng sắp tới. Chỉ cần ông ấy đồng ý đầu tư, mọi chuyện sẽ còn cơ hội cứu vãn. Lát nữa tôi sẽ đi đón ông ấy. Lâm Tổng, tôi nghe nói công ty của các cô gần đây gặp chút rắc rối. Chuyện của công ty chúng tôi, không cần Vương Tổng phải lo lắng. Lâm Tổng, cô nói vậy sao được? Chúng ta đều quen biết lâu rồi, sao tôi có thể đứng ngoài cuộc được? Thế này nhé, tối nay, tôi đã đặt một phòng VIP ở khách sạn Ngân Hà đợi cô đến. Chỉ cần cô đến, chuyện đầu tư 10 tỷ, vẫn có thể bàn tiếp sao? Tôi nghĩ rằng tập đoàn Phù Giao, tương lai của hàng nghìn nhân viên, đều phụ thuộc vào quyết định của cô. Lâm Tổng, cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn phải không? Anh không phải muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Nếu anh có thể bỏ ra 10 tỷ, tôi sẽ lấy anh. Thôi được rồi. Anh không cần nói nữa. Chuyện đó tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Đây chẳng phải Diệp Tổng sao? Sao lại đi ra đây mặt mày ủ rũ vậy? Thiên nhân ngũ suy, ngũ tạng lục phủ của ông ta đều sắp suy kiệt, mạng sống chỉ còn một sớm một tối. Chó ngoan không cản đường, sao không tránh ra, đi nhanh đi, ông ngạc, lục phủ ngũ tạng của ông sắp suy kiệt rồi. Nếu không đến bệnh viện thì e là không kịp, anh từ đâu đến, nói bậy biệp không, anh thật to gan. Cố Tổng là khách quý của công ty chúng ta, nếu anh vì nói bậy mà, làm rối loạn đầu tư của công ty, Lâm Tổng sẽ không tha cho anh. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Có chuyện gì lộn xộn vậy? Chào Lâm Tổng. Cụ Cố, chào mừng ngài đến thăm công ty. Lâm Tổng khách sáo rồi, chúng ta đều cần nhau mà. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Cái này phải hỏi Lâm Tổng. Về Diệp không mà ngài bảo vệ. Lâm Tổng, là thế này. Vừa rồi, chúng tôi đang tiếp đãi cụ Cố. Kết quả là Diệp không xuất hiện. Nói rằng cụ Cố không còn sống được bao lâu. Không phải là nguyền rủa cụ ấy sao? Ngài không thể bỏ qua cho hắn, lại là anh, tôi sớm biết anh là kẻ vô dụng, chỉ phá hỏng mọi việc, lúc đầu tôi không nên nhận anh vào. Anh đi đi, anh đã bị sa thải. Lâm Tổng, tôi không nguyền rủa ai cả, tôi đang cứu khách hàng của cô, anh còn nói, tôi không muốn nghe anh nói nữa, bây giờ ngay lập tức biến khỏi mắt tôi, Diệp không, Lâm Tổng bảo anh cút, anh không nghe thấy à, có cần chúng tôi phải ném anh ra ngoài không? Được, tôi đi. Anh, cụ Cố, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi, hy vọng ngài đừng để tâm, chuyện nhỏ thôi, Lâm Tổng không cần bận tâm, Lâm Tổng, sau này hãy quản lý nhân viên của cô tốt hơn, nếu ông nội tôi có chuyện gì, các người không ai chịu trách nhiệm nổi đâu. Ông nội sao vậy, gọi xe cứu thương mau, chờ xe cứu thương lâu quá, bên cạnh có một bệnh viện, đưa đến bệnh viện trước đi, Lâm Tổng, để tôi cõng. Ông nội, cẩn thận ông cụ.
phong tỏa nơi này cho tôi, trước khi tìm ra điện chủ, không có lệnh của tôi, không được để lọt một con ruồi. Các người là ai? Đây là công ty của tôi, dựa vào gì mà không cho tôi rời đi? Mị ảnh cận vệ đoàn đang làm nhiệm vụ, ai dám cản trở, giết không tha. Quân đội sao? Đại nhân, cụ cố đột ngột lên cơn đau tim, tình trạng rất nguy kịch, cần cấp cứu ngay lập tức. Xin đại nhân thông cảm, hãy để họ đi trước. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Phù Giao, có gì cần, ngài có thể ra lệnh cho tôi. Cho mấy người này rời đi, cảm ơn. Bây giờ nhờ Lâm Tổng, tập hợp tất cả nhân viên, tập đoàn Phù Giao lại đây. Lạ thật, vừa rồi kiếm trừ thần rõ ràng chỉ hướng này, giờ lại không có phản ứng. Chẳng lẽ, chủ nhân đã rời đi? Lâm Tổng, tất cả mọi người đã có mặt chưa? Đủ rồi, toàn bộ nhân viên của tập đoàn Phù Giao, bao gồm cả nhân viên vệ sinh, bảo vệ và kỹ thuật viên massage, tất cả đều ở đây rồi. Tâm Tổng, chuyện này rất quan trọng, tôi cần cử người tìm kiếm mọi góc của tòa nhà, xin ngài hợp tác, xin mời. Rút quân. Tổng đốc Giang Châu Hàn Khuê, ông ấy sao lại tới đây? Mọi người dừng lại, nghe danh ngài bị ảnh đã lâu, mong được gặp mặt. Ngài bị ảnh, ngài đến Giang Châu thị sát, nếu có sai sót gì, mong ngài tha lỗi. Không sao, tôi cũng vừa mới biết ngài đến đây, đặc biệt chuẩn bị tiệc đón tiếp, mong ngài bị ảnh có thể tham dự. Không cần đâu, tôi còn việc quan trọng, không có thời gian tham gia tiệc. Ngài bị ảnh, không biết ngài đến Giang Châu là có việc gì, nếu cần đến sự giúp đỡ của tôi, xin cứ ra lệnh, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Cần đến anh thì tôi tự khắc nói, nếu không nói với anh, thì đừng nhiều lời. Thôi được rồi, tôi còn việc quan trọng, anh lui đi, tuân lệnh. Thuộc hạ cung tiến đại nhân. Đại nhân, người đó rốt cuộc là ai, lại dám đối xử với ngài ngạo mạn như vậy, là người tôi không với tới được. Trong mắt người khác, tôi là thủ lĩnh một châu, quan lớn cai trị một vùng, nhưng trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một con kiến nhỏ, động một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Diệp Không à, Diệp Không, làm người mà đến mức như mày, thật là quá nhục nhã. Vợ cũ coi thường mày, tiền thuê nhà cũng không trả nổi, người mày muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được. Diệp Không, mày đúng là một kẻ vô dụng. Vô dụng? Bác sĩ Lý, tình trạng của ông tôi thế nào rồi? Ông ấy sẽ không sao chứ? Cô Cố, tình trạng của cụ Cố rất tệ. Cơ thể của ông, nhiều cơ quan nội tạng đã suy kiệt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ Lý, ông là bác sĩ giỏi nhất Giang Châu. Xin ông cố gắng thêm, cứu ông tôi, bao nhiêu tiền cũng được, chúng tôi đều sẵn sàng chi trả. Cô Cố, đây không phải vấn đề tiền bạc, chúng tôi đã cố hết sức, khả năng của chúng tôi có hạn, cô nên chuẩn bị hậu sự đi. Ông ngẫu, lục phủ ngũ tạng của ông đang suy kiệt, nếu không đi bệnh viện ngay, e là sẽ không kịp. Alo, Lâm Tổng, sáng nay, người mà các cô định sa thải là ai? Tôi cần gặp anh ta. Lâm Tổng, sáng nay, người mà các cô định sa thải là ai vậy? Có thể liên lạc với anh ta không? Tôi cần tìm anh ta tên Diệp Không, cô tìm anh ta có chuyện gì? Bệnh viện vừa thông báo tình trạng, nói rằng ông tôi không qua khỏi, triệu chứng giống hệt những gì anh ta nói. Kỳ cơ, sao lại như thế? Nếu Diệp Không đã nhìn thấy bệnh của ông nội, biết đâu anh ta có cách cứu ông nội. Có thể, xin cô giúp tôi liên lạc với anh ta và mời anh ta cứu ông tôi được không? Được, cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô tìm anh ta. Lộ Lộ, tìm số điện thoại của Diệp Không, sau đó báo lại tôi. Vâng. Mày nói mày,
3 năm rồi, vẫn luôn mang theo, nhưng có ích gì đâu. Tên này, dám cúp máy của tôi. Chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài một chuyến. Cô gái xinh đẹp, cô tìm ai vậy, giữa ban ngày ban mặt, sao lại say rượu thế này? Mở to mắt ra, nhìn kỹ đi. Là tôi đây, Lâm Tổng, người cao quý như cô, đến cái nhà trọ rách nát này của tôi, làm gì thế? Làm sao anh biết, Cố Trường Long bị bệnh, ông ta bị bệnh sao? Tôi cũng không biết, tôi đoán mò thôi, anh. Diệp Không, anh giúp tôi một việc được không? Đi chữa bệnh cho Cố Trường Long được không? Sự đầu tư của ông ấy, rất quan trọng đối với tôi. Lâm Tổng, cô biết mà, tôi chỉ là một kỹ thuật viên massage bẩn thỉu. Không phải, bây giờ còn không phải nữa, tôi đã bị sa thải rồi. Cô nói xem, một người vô dụng như tôi, làm sao có thể cứu người được chứ? Diệp Không, đừng không biết điều như thế, tôi sa thải anh là sai sao? Nhìn lại những việc anh đã làm xem, chống đối cấp trên, đánh người, chọc giận khách hàng quan trọng của công ty, chỉ một chuyện cũng đủ để anh bị sa thải 10 lần. Lâm Tổng anh minh, Lâm Tổng sa thải là đúng, tôi không có gì để nói, anh, thật không thể lý giải nổi. Diệp Không, giúp chị một việc được không? Chị Triệu, chị tìm tôi có việc gì? Cậu uống rượu à? Ban này ban mặt không đi làm, uống gì vậy? Chị Triệu, tôi thất nghiệp rồi, tiền thuê nhà tôi nợ chị, có lẽ tôi không trả nổi, ngày mai tôi sẽ dọn đi, trả lại nhà cho chị. Chị yên tâm, chỉ cần tôi tìm được việc, tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà cho chị, thất nghiệp cũng tốt mà. Không phải, ý chị là, thất nghiệp cũng không sao, chỉ cần cậu đồng ý với chị một điều kiện, không chỉ 3 tháng, tiền thuê nhà cậu nợ, chị sẽ xóa, chị còn để cậu, ở miễn phí thêm 3 tháng nữa. Chị Triệu, tuy tôi là một kỹ thuật viên massage, nhưng tôi có nguyên tắc, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân, cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Như cậu. Có cho chị cũng không thèm, còn muốn trả bằng tiền thuê nhà, nghĩ sao mà hay vậy, điều kiện gì, nói tôi nghe xem, chị nói thẳng luôn nhé, tối nay, chị có buổi họp lớp, cậu giả làm bạn trai chị, đi cùng chị đến bữa tiệc, chỉ cần qua được buổi tiệc này, chị sẽ miễn tiền thuê nhà 6 tháng cho cậu, không làm, không được, tôi không làm được. Chị là đi cùng tôi đến bữa tiệc, chứ có phải bắt cậu, lên núi đao xuống biển lửa đâu, cậu có phải đàn ông không? Được, tôi đồng ý, nhưng phải nói trước, làm miễn 6 tháng tiền thuê nhà, chị không được nuốt lời, cậu yên tâm, chị chịu đây, không đến mức, vì chút tiền này mà thất hứa đâu. Quần áo chị đã chuẩn bị rồi, mau thay đi, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị gọn gàng, đừng làm chị mất mặt. Đi nhanh đi, chị nói cho cậu biết, trong buổi họp mặt lần này, có một người là kẻ thù của chị, người đó rất tinh danh, lên lầu rồi, cậu nói ít thôi, cứ làm theo chỉ dẫn của chị, biết chưa? Biết rồi. Alo, có chuyện gì vậy, cậu có quen cô ta à? Không quen. Người như tôi, sao có thể quen, một cô gái tài sắc như vậy. Lát nữa lanh lợi một chút. Này Tiểu Du, cậu đến rồi, mau ngồi đi. Trai trẻ này đến làm gì, không định giới thiệu với mọi người à? Trai trẻ cái gì chứ, Từ Dung, cậu vẫn như trước, miệng chó không mọc nổi ngà voi. Để tôi giới thiệu mọi người. Đây là bạn trai tôi, Diệp Không, hóa ra đây là bạn trai của cậu à, Diệp Không. Cái tên này, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, trên đường có chút kẹt xe, tôi đã thanh toán hết rồi, coi như là đền tội cho mọi người. Anh đẹp trai này thật đàn ông, để tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn trai tôi, Trương Khôn, quản lý bộ phận đầu tư của Hồng Tùng. Là tập đoàn Hồng Tùng. Tôi nghe nói nhân viên bộ phận đầu tư của Hồng Tùng, lương năm ít nhất là trên chục triệu, cái mà cậu nói, đó là nhân viên bình thường, còn Trương Khôn nhà tôi, là quản lý cơ mà, lương không chỉ có vậy đâu, khiêm tốn chút, Từ Dung thật may mắn, có thể tìm được bạn trai như vậy, so với Triệu Du, cô ấy kém hơn nhiều, Triệu Du trước đây là hoa khôi của trường chúng ta mà. Đúng rồi Triệu Du, bạn trai của cậu làm nghề gì thế, cũng không giới thiệu cho mọi người biết. Chẳng lẽ là không dám nói ra à?
hôm nay phải lấy được khoản vay 10 tỷ này, nếu không, tập đoàn Phù Giao không trụ nổi 3 ngày. Lâm Phù Giao, mày phải kiềm chế cơn giận, nhất định phải kiềm chế, dù hôm nay có bị Vương Trường Hồng lợi dụng chút ít, cũng không mất miếng thịt nào đâu. Alo, Lâm Tổng, việc tôi nhờ cô sao rồi? Tôi đã tìm Diệp Không rồi, cũng đã khuyên anh ấy, nhưng anh ấy không muốn ra mặt, tôi cũng không còn cách nào khác. Lâm Tổng, làm ơn gửi cho tôi địa chỉ của anh ấy, tôi sẽ đến gặp anh ấy ngay. Tôi vừa gặp anh ấy ở khách sạn Ngân Hà, bây giờ chắc anh ấy đang ăn ở đó. Nếu cô muốn tìm anh ấy, thì có thể đến đây, được. Alo, Cố Tổng à, là Cố Quản lý phải không? Tôi là Cố Diễm, Cố Tổng gọi điện đến để đặt bữa ăn. Tôi sẽ sắp xếp ngay, có một việc muốn nhờ anh giúp. Có một người tên là Diệp Không, đang ăn ở khách sạn của các anh. Làm phiền anh, giúp tôi kiểm tra xem anh ta ở phòng nào, rồi gửi hai chai rượu ngon qua đó. Cố Tổng muốn gửi loại rượu có giá bao nhiêu? Tôi nhớ khách sạn các anh có hai chai, rượu Do Man phiên bản giới hạn năm 1990. Phải không, Cố Tổng, hai chai rượu này có trị giá hơn 3 triệu. Cô chắc chắn muốn tặng không? Cứ tặng hai chai rượu đó đi, ghi vào tài khoản của tôi, lát nữa tôi sẽ đến thanh toán. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Khi gửi rượu, đừng nói là của tôi, chỉ nói là một người bạn gửi tặng họ, cả phòng cùng uống, hiểu chưa, Cố Tổng? Rượu quý giá như vậy, sao cô lại muốn gửi ẩn danh? Lý do tôi tạm thời chưa thể giải thích rõ ràng, tôi sợ anh ta không chấp nhận được, cứ làm như vậy trước đi. Được rồi, Cố Tổng yên tâm. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi đến khách sạn Ngân Hà. Vâng. Lâm Tổng. Xin lỗi, có việc nên qua muộn. Không sao, tôi cũng mới đến vài phút thôi. Lâm Tổng, cô dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì vậy? Tay mềm mại bảo dưỡng thật tốt. Vương Tổng, mời ngồi. Tôi đã gọi món rồi, lát nữa nhân viên sẽ mang lên. Không sao. Tối nay chúng ta có nhiều thời gian mà. Không vội, cứ từ từ. Đúng rồi, Triệu Du, bạn trai của cậu làm nghề gì vậy? Nói cho mọi người nghe đi. Hay là, anh ta, không nói được à? Miệng chó làm sao mà mọc ngà voi? Bạn trai của tôi là thầu công trình. Không có gì đáng xấu hổ cả, chỉ là không muốn khoe khoang như cậu thôi. Nhận thầu công trình, sao tôi thấy không giống vậy nhỉ? Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là đi làm thuê ấy. Cậu, với tầm nhìn và điều kiện của Tiểu Du, sao có thể tìm người đi làm thuê chứ? Từ Dung, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nói đến công trình, tập đoàn Hồng Tùng của chúng tôi cũng đã đầu tư không ít công trình, đều là dự án tầm cỡ trên 10 tỷ. Không biết anh em Diệp đây, nhận thầu công trình của công ty nào? Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Vương Tổng, xin đừng như vậy. Là Lâm Phù Giao. Vương Tổng, xin đừng như vậy. Lâm Tổng, người thẳng thắn không nói lời mờ ám. Lúc cô đến, chắc đã biết kết quả là gì rồi chứ. Cô muốn lấy khoản vay 10 tỷ này từ tôi, thì phải ngoan ngoãn, đừng chọc giận tôi. Vương Tổng, tôi không phải loại người đó, xin hãy tôn trọng tôi. Lâm Tổng, tôi sẽ nhẹ nhàng và tôn trọng cô. Tôi hiểu. Lâm Tổng, tôi đã nghĩ về cô rất nhiều, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng nói là 10 tỷ, thậm chí 20 tỷ tôi cũng cho cô. Thả tôi ra, đừng làm thế. Tên già dê này. Diệp Không, anh đang làm gì vậy? Thả ông ta ra ngay. Tên già dê này đã dùng vũ lực với cô còn muốn bảo vệ ông ta sao? Ông ta đối xử với tôi thế nào là việc của tôi? Không cần anh quan tâm, tôi đã nói với anh rồi, sau này tôi không muốn thấy anh nữa. Vương Tổng, xin lỗi ông, tôi thay anh ấy xin lỗi ông, chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Vương Tổng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích. Diệp Không, có phải anh được trời phái xuống để đối đầu với tôi không? Tại sao anh luôn cản trở sự nghiệp của tôi vào những lúc then chốt vậy? Tên lưu manh đó đã định cưỡng ép cô, tôi đến để bảo vệ cô. Cô gọi đó là cản trở sự nghiệp của cô sao? Tôi không ngu ngốc như anh nghĩ đâu. Tôi đã thấy đủ những chuyện trên thương trường rồi, tôi biết phải đối phó như thế nào.
Không cần anh ở đây gây rối thêm à? Lâm Phù Dao, trong lòng cô nghĩ rằng không có gì quan trọng hơn sự nghiệp và tiền bạc đúng không? Đúng vậy, nếu tên lưu manh đó muốn cô hiến thân, mới cho cô 10 tỷ đầu tư, cô cũng sẽ đồng ý sao? Đúng vậy. Hắn ngủ với tôi, ít nhất còn cho tôi 10 tỷ, còn anh, lấy đi lần đầu quý giá của tôi, anh có thể cho tôi cái gì? Lâm Phù Dao, là tôi đã nhìn nhầm người, Diệp Không, tôi đã mù mắt, không nhìn ra được cô là loại phụ nữ như thế. Tôi là loại phụ nữ gì, không cần anh quan tâm, việc của tôi, cũng mong anh sau này đừng quan tâm nữa. Anh và tôi vốn dĩ không cùng một tầng lớp, sau này cũng sẽ không có gì liên quan. Loại phụ nữ như cô, cũng không xứng đáng có liên quan đến tôi. Phù Dao, đừng giận nữa, loại người này, tôi sớm muộn cũng sẽ xử lý hắn. Đi nào, chúng ta vào trong. Bình tĩnh lại, chúng ta ăn trước đã. Ăn xong tôi sẽ dẫn cô đi dạo. Phòng VIP đã được đặt sẵn, tôi đã chuẩn bị rồi. Lâm Tổng định đi đâu thế? Đồ lưu manh chết tiệt. Cậu sao vậy? Tôi không sao. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Sao vậy? Người này biết tôi, anh ta biết rõ mọi chuyện về tôi. Quản lý Tống, ở đây cũng gặp anh được. Tống nghĩ, anh biết anh ta à? Tất nhiên là tôi biết anh ta rồi. Diệp Không, chính là ở công ty chúng tôi, trong khu giải trí, một nhân viên massage nổi tiếng, massage. Các cậu chắc là, không biết đúng không? Triệu Du, cậu không phải nói bạn trai cậu, làm công trình sao, kỹ thuật viên massage, làm công trình gì chứ, buồn cười chết đi được. Kỹ thuật viên massage thì sao chứ, đó cũng là bạn trai của tôi, nghề nghiệp không phân cao thấp, nhân cách không phân quý tiện, đúng vậy, nghề nghiệp không phân cao thấp. Vậy tại sao vừa rồi, cậu lại nói dối? Này Triệu Du, cậu nói xem, ngày xưa, tôi theo đuổi cậu không thèm để ý, giờ quay lại tìm một kẻ. Như thế này sao? Quên chưa nói cho mọi người biết, Diệp Không này, bởi vì hôm nay, ở công ty chúng tôi, đã đắc tội với một khách quý rất quan trọng. Cho nên Lâm Tổng bây giờ, đã sa thải hắn rồi, hắn bây giờ, đến cả thợ massage, cũng không bằng. Triệu Du, tôi thật không ngờ, cậu bây giờ lại, sa sút đến mức này, đến một, kẻ vô công dỗi nghề, cậu cũng cần. Đây gọi là gì nhỉ, đó là, ăn bậy còn hơn chết đói. Cười chết mất. Các vị, xin lỗi vì làm phiền. Tôi là tổng giám đốc của nhà hàng Ngân Hà, họ Cố, lý do tôi mạo muội vào đây. Là có một vị chủ nhân bí ẩn, gửi tặng mọi người, hai chai, rượu quý. Do Man năm 1990, còn là phiên bản giới hạn. Không tồi, rất có mắt nhìn, đây là Do Man năm 1990. Cả Giang Châu, người từng uống loại rượu này không quá 10 người. Mọi người hãy thưởng thức nhé. Cố Tổng, vậy chai rượu này giá bao nhiêu vậy? Chắc phải mấy chục ngàn nhỉ? Rượu mấy chục ngàn, không đáng để tôi đích thân mang đến. Thật lòng mà nói với mọi người, hai chai rượu này, mỗi chai có giá trị, đều vượt quá 1 triệu. Đắt vậy sao, để tôi đăng lên WeChat. Được rồi mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé. Rượu vàng đắt như thế này, rốt cuộc là ai tặng vậy? Ai tặng không quan trọng, quan trọng là tặng cho ai, tặng cho ai? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đúng vậy, ngoài anh Khôn ra, thì còn ai nữa chứ? Chỉ có người như anh Khôn mới được các ông lớn tặng rượu vàng trị giá hàng triệu. Anh Khôn nhà chúng ta là người có giao dịch tài chính với các ông chủ tập đoàn, người ta nịnh bợ anh ấy là chuyện bình thường mà. Hai chai rượu vàng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Đúng vậy, cứ chia ra thôi, mọi người cùng nếm thử. Khoan đã, tôi có vài lời muốn nói. Chai rượu này có giá trị hàng triệu, vậy ly này dù sao cũng phải trị giá 10 vạn đồng. Tôi nghĩ có những kẻ lừa đảo và hạ lưu không xứng đáng uống rượu này đâu. Mọi người nghĩ sao? Đúng vậy, có những người không xứng đáng uống loại rượu này, rõ ràng là một kẻ vô công dỗi nghề,
lại ở đây giả vờ thầu công trình. Thật là kinh tởm, rượu trị giá cả triệu đưa cho hắn uống, thà đem cho chó còn hơn. Ở phía đông, cách đây chưa đến 10 cây số, lập tức chạy tới, tăng tốc. Nếu mọi người đều nói vậy, thì thật xin lỗi nhé, anh bạn. Chỉ là một chai rượu đắt tiền một chút, dù có là rượu ngon đi nữa, bà đây cũng không uống. Một đám người tầm thường chỉ biết đến tiền, buổi họp lớp này không tham gia cũng được. Diệp không, chúng ta đi. Xui xẻo. Alo, cố tổng à, tôi vừa mới theo yêu cầu của ngài, đã gửi hai chai rượu, rượu Do Man năm 1990 qua phòng đó. Đúng rồi, cố tổng, theo tôi thấy, đám người đó chỉ là một đám nhà quê thôi, không có một ai ra hồn cả. Theo tôi nghĩ, hai chai rượu này của cô thật là phí của trời, chỉ có 3 triệu thôi, không đáng là gì, người khác có thể không cần để ý, nhưng Diệp không, người này nhất định phải tiếp đãi tốt, tôi đến ngay bây giờ, sau đó chúng ta gặp nhau nói chuyện. Được. Diệp không? Tiểu Triệu à? Lại đây một chút. Tiểu Triệu, cậu đến phòng 308, xem thử, bên trong, có một người tên Diệp không? Nhớ nhất định phải, tiếp đãi chu đáo, nhất định không được để xảy ra sai sót. Dạ. Cổ tổng, tên Diệp không đó đã đi rồi. Đi rồi sao? Rượu này, vừa mới mang vào, người đã đi rồi à? Họ nói tên Diệp không này, chỉ là kẻ vô công dỗi nghề. Họ nghĩ rằng, hắn không xứng uống rượu vang này, nên đã đuổi hắn đi. Khốn kiếp, chủ nhân chưa được uống, mà lại bị một đám chó uống mất. Hôm nay tôi, nhất định phải bắt chúng nôn ra. Đi, cùng tôi xem nào. Diệp không, xin lỗi. Hôm nay tất cả là do chị, mà khiến cậu chịu ấm ức thế này. Chị Triệu, chị đừng nói vậy. Đâu ai ngờ mọi chuyện lại thế này. Hơn nữa, nếu không phải vì tôi vô dụng, thì chuyện này đã không xảy ra. Ai nói cậu vô dụng chứ? Chị thấy cậu rất tốt. Họ không cho chúng ta uống rượu. Đi, chị Triệu mời cậu uống. Tối nay không say không về. Nào nào, cạn ly nào. Cạn ly hết. Cạn hết, đừng để lại gì nhé. Vị khách quý tên Diệp không đâu rồi? Cố tổng, anh nhầm rồi. Diệp không, hắn chỉ là một kẻ vô dụng còn thua cả chó, làm sao xứng với tiểu khách quý của anh được. Để không làm bẩn chai rượu đắt tiền này, chúng tôi vừa mới đuổi hắn đi rồi, thua cả chó. Các người nghĩ hôm nay nếu không có anh ấy, đám các người có thể uống được chai rượu trị giá hàng triệu này sao? Không phải, chai rượu này sao có thể là của hắn? Chắc chắn là một ông chủ lớn gửi tặng anh Khôn nhà chúng tôi. Trương Khôn à, trong mắt các người là đại nhân vật, nhưng trong mắt tôi chẳng là gì, một quản lý nhỏ bé, cũng xứng uống Do Man phiên bản giới hạn sao, không sợ bị cắt lưỡi sao? Tôi nói thật cho các người biết, hôm nay hai chai rượu này, là ông chủ lớn bí ẩn gửi cho Diệp không uống, đám các người, lại đuổi người ta đi, hai chai rượu này trị giá 3 triệu, bây giờ gom đủ tiền trả tôi, nếu không, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Cố quản lý, làm thế này không hợp lý lắm đâu. Cố tổng của tập đoàn Hồng Tùng chúng tôi, là khách VIP cao cấp ở đây. Nếu tôi nói những gì xảy ra hôm nay, cho cố tổng, cô ấy có lẽ sẽ cân nhắc lại, xem có nên tiếp tục tiêu tiền ở đây không. Không phải tôi coi thường anh, chỉ là một quản lý nhỏ, anh nghĩ, anh có tiếng nói trước mặt cố tổng sao? Anh không nhắc đến cố tổng thì thôi, chút nữa, cố tổng sẽ đến đây, lúc đó, anh sẽ biết. Cố tổng, sao cô lại đến đây? Tôi là nhân viên của tập đoàn Hồng Tùng. Tôi là Trương Khôn ở bộ phận đầu tư. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Trương. Cố tổng, chính Tiểu Trương của công ty cô đã đuổi khách quý mà cô mời đến. Nào, uống đi. Cậu đúng là tệ thật. Tiền thuê nhà cậu còn nợ tôi 3 tháng. Giờ lại mất việc nữa. Tôi xem cậu sống thế nào ở Giang Châu. Chị Triệu, chị yên tâm. Đợi tôi tìm được việc mới, tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà cho chị. Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần cậu đến hôm nay, thì sẽ miễn phí 6 tháng tiền thuê nhà. Nói là làm, cậu cứ yên tâm mà ở. Mang thêm một chai nữa. Cảm ơn chị.
Chính anh đã đuổi Diệp Không đi. Tôi không biết gì cả, anh bị sa thải. Cố tổng, tôi sai rồi, xin lỗi, đều là do bạn gái tôi gây ra, còn không mau quỳ xuống xin lỗi cố tổng. Cố tổng, xin lỗi, tôi không biết anh ấy là bạn của cô, mang hết số rượu vang còn lại đi, bọn họ không xứng uống. Còn nữa, đuổi đám người này ra ngoài, nhìn đã thấy phiền, vâng. Quản lý, không hay rồi, bên ngoài có một nhóm người, đang bao vây nhà hàng của chúng ta. Cái gì, ai mà dám to gan như vậy, đi, theo tôi xem thử. Kiểm soát tất cả các lối ra vào của khách sạn, mọi người không được phép, ra vào tùy tiện, chờ kiểm tra xong, mới được rời đi, rõ. Con khốn, cô chờ đấy. Đứng lại, này các người là ai, dựa vào cái gì mà ngăn tôi, biết thời gian của tôi quý giá thế nào không, làm mất thời gian của tôi, các người đền nổi không? Cô dám đánh tôi, cô biết tôi là ai không, còn dám nhiều lời, lập tức bắn chết, không, xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay. Các người là ai? Lão Cố. Đừng báo cảnh sát. Đám người này lai lịch rất lớn. Cố tổng biết rõ lai lịch của họ. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi biết họ là người của quân đội. Ngay cả ngài tổng đốc. Gặp họ phải dè chừng. Nào, uống thêm một chai nữa. Chị Triệu, chị say rồi. Chị không thể uống thêm được nữa. Tôi không say, sao có thể chứ? Chị Triệu, đừng làm phiền tôi, tỉnh lại đi, tôi không có tiền thanh toán. Chị Triệu. Đại nhân, tất cả các phòng trong khách sạn đã được kiểm tra, không tìm thấy tung tích của điện chủ. Xem ra, chúng ta lại đến trễ một bước. Chỉ còn cách chờ lần sau, kiếm trừ thần thông linh thôi. Nhận lệnh, kiểm tra camera của khách sạn Ngân Hà, tìm ra tất cả những người rời khỏi khách sạn trong vòng nửa tiếng qua. Xem trong những người này, ai đã từng xuất hiện tại tập đoàn Phù Giao. Điện chủ, chắc chắn nằm trong số này, rõ. Đừng bỏ rơi tôi được không? Tôi rất sợ ở một mình. Chị Triệu, tôi sẽ không bỏ rơi chị đâu. Cậu là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Anh đã nói sẽ không rời bỏ tôi. Anh có biết những năm qua tôi đã sống thế nào không? Người mà chị Triệu nói đến là ai? Ôm được không? Trong mơ tôi cũng muốn được anh ôm. Đây là một phần tài liệu, lấy từ nhà Diệp Không, và một số bức ảnh chụp, sao có thể như vậy, sao lại ở chỗ anh ta được? Alo, Lâm Tổng, vẫn là chuyện của Diệp Không, muốn nhờ cô giúp đỡ. Cố Tổng, không phải tôi không muốn giúp, anh ấy không chịu, tôi cũng bó tay. Hay thế này đi, Lâm Tổng, chỉ cần cô có thể thuyết phục, Diệp Không thành công, giúp ông tôi chữa bệnh. Tôi quyết định đầu tư 10 tỷ vào tập đoàn Phù Giao. Bất kể lãi lỗ, lời này là thật chứ? Nhất ngôn cửu đỉnh. Được, để tôi thử. Thôi đi, tốt nhất là tự mình đi một chuyến. Có vài chuyện, cần phải hỏi rõ anh ta. Vương Tổng, địa chỉ của Diệp Không, đã tra được rồi. Một kỹ thuật viên nhỏ bé, mà dám nhiều lần, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Lần này không chặt anh ra tám mảnh, thì lão tử không mang họ Vương, truyền lệnh, bảo hội Hắc Lang xuất phát ngay lập tức, rõ. Kỹ thuật viên đáng chết, lần này lão tử sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Không. Cô đến đây làm gì? Tôi đến xem anh, không được sao? Tối nay cô không phải đã nói, sau này sẽ không gặp lại nữa sao? Lần này lại,
đến đây có mục đích gì? Nói thẳng đi, không cần phải vòng vo. Trong lòng anh, tôi là loại người như vậy sao? Thôi bình đi. Nếu anh đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ nói thẳng. Phải làm sao, anh mới chịu chữa bệnh cho Cố Trường Long. Nêu điều kiện của anh ra đi. Chỉ cần tôi có thể đáp ứng, chắc chắn sẽ đáp ứng anh. Tôi muốn cô có đáp ứng được không? Được, tôi cho anh. Đại nhân, đã điều tra rõ. Tối nay tại nhà hàng Ngân Hà, có một người, tên là Diệp Không, anh ấy chính là điện chủ của chúng ta. Cho tôi xem băng ghi hình. 3 năm rồi, điện chủ, thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được ngài. Đã điều tra rõ nơi ở của điện chủ chưa? Đã điều tra rõ rồi, truyền lệnh, tất cả mọi người lập tức tập hợp, đến chỗ của điện chủ, rõ. Tôi muốn cô có thể đáp ứng không? Được, tôi sẽ cho anh. Anh chẳng phải muốn ngủ với tôi sao? Tôi đáp ứng anh, chỉ cần anh có thể chữa bệnh cho Cố Trường Long, tối nay, tôi sẽ ở lại với anh. Trong lòng cô, sự nghiệp, quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả lòng tự trọng. Anh hoàn toàn không hiểu, những gì tôi đã trải qua, anh cũng không biết sự nghiệp, đối với tôi có ý nghĩa gì. Là con của gia tộc lớn, sự nghiệp chính là lòng tự trọng. Nếu không có sự nghiệp, tôi chỉ có thể như một chiếc bình hoa, bị đặt trên kệ hàng, để người khác chọn lựa, chờ đợi một mối liên hôn thích hợp. Cha mẹ của cô không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, anh hoàn toàn không hiểu tôi. Trong đại gia tộc, cảm nhận cá nhân là điều nhỏ nhặt nhất, lợi ích gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Được rồi. Hôm nay tôi nói nhiều như vậy là vì mong anh có thể giúp tôi. Dù sao thì tôi cũng đã thỏa mãn anh. Dù rằng anh không phải là người chồng lý tưởng trong lòng tôi, nhưng ít nhất so với Vương Trường Hồng, tôi hy vọng người ở bên cạnh tôi là anh. Nước, tôi khát. Diệp Không, mang cho tôi một ly nước. Người phụ nữ bên trong là ai? Cô nghe tôi giải thích, cô ấy là chủ nhà của tôi. Anh đừng chối nữa, tối hôm đó với tôi, bây giờ lại ở đây nuôi người phụ nữ khác. Vừa rồi còn giả vờ, tỏ ra tình cảm sâu nặng, dạy đời tôi, anh thật là ghê tởm. Không phải vậy đâu, tối nay, cô đã gặp cô ấy rồi, tôi đi họp lớp với cô ấy say rồi, tôi chỉ, tối hôm đó, anh cũng nhân lúc tôi say, mới có thể lợi dụng cơ hội. Diệp Không, tôi thật không ngờ, hóa ra anh lại, là một kẻ hèn quen thói. Nói đi, anh đã lợi dụng, bao nhiêu phụ nữ say rượu rồi, không phải vậy, nghe tôi nói, cô ấy thật sự là chủ nhà của tôi, cô ấy ngủ trên giường, tôi ngủ trên ghế sofa, tôi. Diệp Không, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Diệp Không, anh càng ngày càng tệ, loại người này, anh cũng để mắt tới. Con hồ ly tinh từ đâu tới vậy, nửa đêm, dám đến địa bàn của bà đây mà gây sự. Cô mới không biết xấu hổ, đêm hôm đó, Diệp Không ngủ cùng với tôi, cô mới là hồ ly tinh, tiểu tam, cô mới là kẻ thứ ba. Tôi với Diệp Không, đã sống chung mấy ngày rồi, ngôi nhà này chính là tổ ấm của chúng tôi. Cô cái gì mà cô, con hồ ly tinh, đây là nhà của tôi, không chào đón cô, mau cút đi. Thật là ghê tởm, Lâm Tổng. Người ta đi xa cả trăm mét rồi, còn gọi gì nữa, sao, không nỡ à? Không. Cô ấy đã nói rõ ràng rồi, đêm hôm đó, hai người đã ngủ cùng nhau. Cậu nhóc, có tay nghề đấy, một mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành như thế, nói ngủ là ngủ được ngay. Đây là một hiểu lầm gì? Bao vây chỗ này lại cho tôi. Vương Tổng, thằng nhóc đang ở trong đó, tôi tận mắt thấy thằng nhóc đó, còn bế một cô gái khác vào trong nữa. Xông vào. Chị Triệu, chị về phòng trước đi, nghe thấy tiếng động gì, cũng đừng ra ngoài nhé, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nói rõ đi, không kịp rồi, chị chạy trước đi, tôi sẽ giải thích sau. Tôi không đi, cậu không nói rõ, tôi sẽ không đi, đây là nhà của tôi, tại sao lại đuổi tôi đi? Thằng nhóc kia, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, hôm nay để xem, ai có thể cứu mày? Vương Trường Hồng, ông muốn làm gì? Tôi muốn băm mày thành 18 kiểu khác nhau, và từ từ chơi đùa với mày. Bắt lấy hắn. Các người muốn làm gì? Đây là nhà của tôi, để tôi xem ai dám động vào. Tên nhóc này thật là đào hoa phong phú. Những người phụ nữ bên cạnh hắn, không ai kém cả. Người phụ nữ này tuy dung mạo, kém Lâm Phù Giao một chút, nhưng thân hình thì đẹp hơn, chơi đùa, nhất định sẽ rất thú vị. Nhà cô là chủ nhà à? Đúng vậy, các người tự ý xông vào nhà dân,
đã phạm pháp rồi, nếu không đi ngay, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát à? Bắt hắn lại. Buông tôi ra, các người muốn làm gì? Điều này là phạm pháp. Phạm pháp, tôi nói cho cô biết, ở Giang Châu này, Vương Trường Hồng tôi chính là pháp luật, đánh gãy chân hắn cho tao. Đừng mà, các người rốt cuộc muốn gì, mới tha cho hắn, cũng không phải là không được. Dùng cô để đổi. Ông nằm mơ, thật sao? Đừng đánh hắn, không đánh hắn cũng được, phải xem thành ý của cô. Cởi áo ra, tôi xem nào, Vương Trường Hồng. Được. Nếu như vậy, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Đáng chết, Diệp Không, cho anh đường lui, anh không biết nghe lời, còn đi lăng nhăng với phụ nữ khác. Thật sự tức chết mà. Không được, nếu tôi cứ thế này mà đi, chẳng phải là lợi cho cô ta sao? Nhưng nếu quay lại ngay thế này, thì thật mất mặt quá. Phải tìm một cái cớ. Cớ gì được đây? Đầu tư, đúng rồi, phải lấy được khoản đầu tư của Cố Diễm. Cô nghĩ kỹ đi, một nhát dao này. Hắn sẽ mất mạng, dừng tay. Vương Trường Hồng, ông định làm gì? Là Lâm Tổng à, giờ này, cô đến đây làm gì? Tôi muốn làm gì, không liên quan gì đến ông. Nhưng ông, dẫn theo nhiều người như vậy xông vào nhà dân, còn cầm vũ khí, ông định làm gì? Lâm Tổng, thằng nhãi này, nhiều lần phá hoại chuyện tốt của tôi. À không, là phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Cô không thấy, nên trừng phạt một chút. Tôi với ông chẳng có chuyện gì tốt. Ngoài ra, Vương Trường Hồng, ông cũng được coi là người có địa vị. Ông không biết luật pháp là gì sao? Câm miệng, Lâm Phù Giao, cô phải nhớ, cô còn cần khoản vay 10 tỷ từ tôi, cô giả vờ làm thánh nữ gì chứ? Thế này đi, tối nay cô ở lại đây, chơi cùng tôi, chỉ cần tôi vui vẻ, thì khoản vay 10 tỷ có ngay. Đồ cặn bã, ông cũng xứng sao? Được thôi, một người cùng được, hai cũng như một, cùng nhau cũng được, bắt cô ta lại. Buông tôi ra, Vương Trường Hồng, nếu anh dám động vào tôi, dù chỉ một ngón tay, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không yên. Lâm Phù Giao, cô đã lừa tôi bấy lâu, hôm nay tôi phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Tối nay có hai mỹ nhân, tôi sẽ sung sướng tới bến. Vương Trường Hồng, ông đúng là kẻ vô liêm sỉ. Thả họ ra, có gan thì nhắm vào tôi này. Thằng vô dụng ngậm miệng lại. Ông đúng là kẻ vô liêm sỉ, được. Cút. Thằng nhóc, hét nữa đi. Đồ vô liêm sỉ. Đây là mày ép tao, đưa dao đây, hôm nay tao sẽ lóc thịt hắn. Thằng nhóc, kiếp sau nhớ kỹ, đừng có mà chọc vào tao, đừng mà. Sao, các người đau lòng rồi à? Tôi đồng ý đi với ông. Ông có thể tha cho cậu ấy không? Được, được thôi, chỉ cần tối nay cô đi với tôi sẽ xem xét tha cho hắn. Chị Triệu, đừng đồng ý với hắn, chị Triệu. Thằng khốn này, mày câm miệng đi. Vương Trường Hồng, nếu ông dám động vào họ, tôi sẽ không đội trời chung với ông suốt đời. Tên nhóc như mày, có cố gắng người đời, cũng không làm tổn thương được một sợi tóc của lão tử. Chẳng phải chỉ là ngủ với hắn một đêm sao? Coi như bị chó cắn một cái, cũng không có gì to tát. Diệp Không, cậu không cần để tâm, đừng chị Triệu. Rốt cuộc ai là chó? Lát nữa, lên giường sẽ biết. Thả hắn ra. Tôi ngốc chắc. Cô trước hết phải hầu lão tử. Chỉ cần lão tử vui, tôi tự nhiên sẽ thả hắn. Nhưng nếu làm lão tử không vui, tôi sẽ làm cho hắn chết không yên. Vương Trường Hồng, thả cô ấy ra. Bé cưng đừng ngại, Vương Trường Hồng, đồ cầm thú. Thả tôi ra, Vương Trường Hồng. Vương Trường Hồng, đồ khốn, thả cô ấy ra. Sao, đau lòng à? Kỹ thuật viên, mày không phải đã mấy lần phá hỏng chuyện tốt của tao sao? Hôm nay tao sẽ để mày tận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mày thỏa mãn dưới thân tao. Còn bao xa nữa? Đại nhân, còn 2 cây số nữa. Rốt cuộc là ai mà khiến điện chủ phát ra cơn giận dữ như vậy? Thật là đáng chết. Tăng tốc, lập tức tăng tốc. Trong vòng 1 phút, phải đến được chỗ điện chủ. Rõ, tăng tốc. Vương Trường Hồng, Vương Trường Hồng, đồ xúc sinh,
Thả cô ấy ra, sao, đau lòng à, kỹ thuật viên, mày không phải đã mấy lần phá hỏng chuyện tốt của tao sao? Hôm nay, tao sẽ để mày tận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mày thỏa mãn dưới thân tao. Vương Trường Hồng. Ai vậy? Vương Tổng, không hay rồi, bên ngoài có một lượng lớn người bao vây nơi này, hoảng gì chứ, đã điều tra rõ là ai chưa? Đối phương không nói gì, tấn công ngay, chúng ta có hơn 10 anh em bị thương, sắp không chịu nổi rồi. Hơn 10 anh em đều bị thương, sắp không chịu nổi rồi. Không biết mấy vị có chuyện gì? Chúng tôi là hội Hắc Lang đang làm việc ở đây. Các người là anh em của bang nào? Kỳ lạ, rõ ràng mình chưa gặp cô gái này bao giờ. Tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc? Những người này đều do ông tìm à? Thưa cô, chúng tôi là Hắc Lang Bang, là bang phái dưới trướng của Mãnh Hổ Bang. Cô có chắc là muốn đắc tội với Mãnh Hổ Bang không? Mãnh Hổ Bang là cái thá gì chứ? Đại nhân, Mãnh Hổ Bang là ở Giang Châu, bang đảng lớn nhất ở khu vực này, thậm chí còn được gọi là đế vương ngầm. Biết thì tốt, nếu để Hổ gia biết, các người dám động vào tôi, chỉ cần một lệnh của Hổ gia, bang đảng của các người sẽ biến mất. Lươn trong ao mà cũng dám kiêu ngạo, chút xíu Giang Châu mà cũng dám gọi là đế vương, thật nực cười, người đâu? Đem tên này ném ra ngoài cho tôi, chờ xử lý. Xin cô nương tha mạng, chạy mau. Tha mạng. Mời ngài đi với chúng tôi một chuyến. Tôi sẽ đi với các cô, Diệp Không. Yên tâm đi, không sao đâu. Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Các người nhận nhầm người rồi phải không? Đứng lên đi. Không nhận nhầm đâu, đại nhân, đây là thứ mà ngài từng sử dụng, thần binh kiếm trừ thần, sau khi luyện hóa đã thông linh, nó có thể cảm nhận được thần lực của ngài. Đúng là vật của tôi. Nhưng ký ức về nó rất mơ hồ. Chuyện 3 năm trước, tôi không nhớ chút nào cả. 3 năm trước, đại nhân, ngài đã đến phủ tang, chuẩn bị tiêu diệt Thiên Chiếu thần cung, nhưng bị rớt và hai vị thần khác mai phục, ùng nổ thần chiến, cuối cùng tiêu diệt hai vị thần, trọng thương rớt, trong trận chiến đó, ngài cũng bị trọng thương, do đó mất trí nhớ. Bạn cũ à? Đi theo tôi cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Điện chủ, ngài vì chúng sinh mà chịu khổ, tôi là người đại hạ sinh ra và nuôi dưỡng tôi, lẽ ra tôi phải chết vì đại hạ. Đứng lên đi. Lão giả rớt đó, dưỡng thương 3 năm. Vết thương chắc đã hồi phục gần xong rồi. Có tin tức từ bên phía Cuồng Long, nói rằng giáo phái Thái Dương gần đây hoạt động thường xuyên, có lẽ là vì rớt đã hồi phục không nhanh như vậy. Lúc đó hắn bị trúng kiếm trừ thần, thương tích còn nặng hơn tôi. Lý do giáo đồ hoạt động thường xuyên, có lẽ là để thăm dò xem tôi có còn sống hay không. Không cần để ý, đợi khi tôi hồi phục, sẽ tự tay gửi hắn đi gặp hai người kia. Đại nhân có cần thông báo cho Cuồng Long, Thất Sát, Trấn Vực, ba người đến bảo vệ ngài không? Không cần, cô ở đây là đủ. Bảo họ cứ theo kế hoạch, bảo vệ biên cương, không có lệnh, không được tự ý vào Giang Châu. Rõ. Đại nhân, còn về Vương Trường Hồng, nên xử lý thế nào? Thả hắn đi. Tôi tự có cách xử lý. Hắn ở Giang Châu, cũng có chút địa vị. Không được tùy tiện giết người. Ngoài ra, tôi còn có một số việc quan trọng, phải xử lý ở Giang Châu. Cô tìm chỗ nào đóng quân? Chờ lệnh tôi, tuân lệnh. Diệp Không, đến đây có việc gì vậy? Không liên quan đến anh. Hai ngày không gặp, tính khí và khí thế đều tăng lên nhỉ, chó ngoan không cản đường. Tránh ra, hôm nay anh đến công ty, chắc chắn là để cầu xin Lâm Tổng thu nhận lại anh, đúng không? Anh trước đây đã phá hỏng một vụ làm ăn lớn của cô ấy, hắn sao có thể còn muốn anh chứ? Tôi khuyên anh, đừng có mơ mộng hão huyền, mau mau, cút đi, tôi đến đây làm gì, liên quan gì đến anh? Việc anh cần làm bây giờ, là ngoan ngoãn tránh ra, anh tính là cái gì chứ? Tôi bây giờ, là đội trưởng đội bảo vệ, tập đoàn Phù Giao, tôi cho ai vào thì người đó mới được vào, tôi bảo anh đợi ở đây,
thì anh phải ngoan ngoãn, đợi ở đây cho tôi sợ hậu quả, anh không gánh nổi đâu. Tên này nói, đắc tội với nó không chịu nổi hậu quả. Gọi điện nhờ người giúp à? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một kẻ thất nghiệp, hôm nay gọi ai đến, cũng đừng hòng vào được cửa này. Lâm Tổng, tôi đang ở cửa công ty, Trịnh Hùng không cho tôi vào. Đưa điện thoại cho Trịnh Hùng. Điện thoại của Lâm Tổng. Số của Lâm Tổng, tôi còn không có, anh là loại thấp kém, sao có thể có số của cô ấy, anh mà không nghe điện thoại. Tôi sợ, anh không giữ nổi vị trí đội trưởng đội bảo vệ này đâu. Trịnh Hùng, ai cho anh quyền không cho người khác vào công ty, còn lần sau thì cút ngay. Không, xin lỗi Lâm Tổng, tôi sẽ sửa ngay. Điện thoại của anh Diệp. Lâm Phù Giao, cô không đắc ý được lâu đâu, mấy giờ rồi? Chuẩn bị xong chưa? Vương Tổng, ngài cứ yên tâm, tôi đã liên hệ xong với tất cả các cổ đông rồi. 10 phút nữa, đại hội cổ đông sẽ được tổ chức để bãi nhiệm Lâm Phù Giao khỏi vị trí chủ tịch. Chỉ chờ ông đến để nhận lấy vị trí này thôi. Lâm Phù Giao, lần này để xem cô làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Anh, hôm qua bọn họ bắt anh, sau khi bị bắt đi, không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có gì, họ chỉ hỏi tôi vài câu thôi. Anh, cô nói trước đi, được thôi. Đúng lúc, tôi cũng có vài câu hỏi, muốn hỏi anh. Tại sao anh lại có nửa mảnh ngọc bội đó? Làm sao cô biết? Anh trả lời tôi trước. Là khi còn nhỏ. Lâm Tổng, không hay rồi, Trịnh Phó Tổng đã liên kết với nhiều cổ đông nhỏ, bây giờ đang ở trong phòng họp, nói là muốn mở một cuộc họp cổ đông toàn thể, muốn bãi miễn chức tổng giám đốc của chị. Cái gì? Hắn dám sao? Thư ký Trần, tình hình bây giờ thế nào? Tên Trịnh Tuấn đó, có lẽ hắn đã làm nội gián, hắn liên kết với nhiều cổ đông nhỏ, âm thầm mua lại 50% cổ phần của tập đoàn để liên kết phía chốt Lâm Tổng. Lâm Tổng lần này gặp rắc rối lớn rồi. Tôi nói với anh mấy chuyện này có ích gì? Anh là kẻ thất nghiệp, lại không giúp được Lâm Tổng. Lâm Tổng, cô đến đúng lúc, chúng ta cùng tổ chức đại hội cổ đông đi. Gần đây công ty rối loạn hết cả, cũng nên chỉnh đốn lại rồi. Công ty cần chỉnh đốn hay không, không phải do một phó tổng như ông quyết định. Trịnh Tuấn tự ý tổ chức đại hội cổ đông, tôi thực sự không có quyền, nhưng tổ chức đại hội cổ đông là mong muốn của đa số cổ đông mà, tôi cũng không cản được. Trịnh Phó Tổng nói không sai, công ty gần đây kinh doanh không tốt, thua lỗ quá nhiều, Lâm Tổng lãnh đạo kém, nên chịu trách nhiệm chính. Đúng vậy, Lâm Tổng không thể tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa. Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty, là chủ tịch hội đồng quản trị, đề nghị của các người, tôi không đồng ý, phủ quyết. Lâm Tổng à, hiện tại cô không phải là cổ đông lớn nhất nữa, ông có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi. Vương Trường Hồng đã bí mật mua lại hơn 50% cổ phần của công ty, bây giờ ông ấy mới là cổ đông lớn nhất, thì ra ông đã âm thầm theo phe Vương Trường Hồng từ lâu. Trịnh Tuấn, ông là nội gián. Cô nói lời này thật là ấu trĩ. Chim khôn chọn cây mà đậu. Hơn nữa, Vương Tổng trả giá, cô không trả nổi, đó là thực tế. Ý của Vương Tổng, cô cũng hiểu rõ, chỉ cần cô ngoan ngoãn phục tùng trước chủ tịch này, sớm muộn gì cũng thuộc về cô. Cô mơ à, dù cho Vương Trường Hồng là cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng các cổ đông khác cũng không ủng hộ hắn đâu. Vậy thì cứ chờ xem, đợi Vương Tổng đến sẽ rõ. Điện chủ, tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng nhất có thể đánh bại công ty của Vương Trường Hồng. Tôi muốn hắn không còn gì. Ngoài ra, đem cổ phần của Vương Trường Hồng trong tập đoàn Phù Giao chuyển toàn bộ sang tên Lâm Phù Giao. Xin điện chủ yên tâm, Mỹ Ảnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa giờ. Mệnh lệnh của điện chủ, dùng mọi biện pháp để đánh bại Vương Trường Hồng, khiến hắn phá sản trong vòng nửa giờ. Rõ. Tiếp theo, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón Vương Tổng, Chủ tịch Vương Trường Hồng.
cảm ơn sự yêu mến của các vị. Hôm nay, tôi sẽ đầu tư thêm vào công ty, 20 tỷ, giải quyết các vấn đề, nợ nần của công ty, và sẽ dẫn dắt tập đoàn Phù Giao, tiến tới vinh quang mới. Vương Trường Hồng, đồ tiểu nhân đê tiện. Lâm Tổng, cô nói vậy thật là trẻ con, cạnh tranh thương mại, vốn dĩ là như vậy mà. Nhưng nếu cô sẵn lòng, nghe lời tôi có thể xem xét, trả lại vị trí tổng giám đốc, cho cô, người phụ nữ đẹp, quân tử muốn theo đuổi. Ý của Vương Tổng, cô đừng phụ lòng ông ấy, ở Giang Châu này, muốn làm, người phụ nữ của Vương Tổng đây, có rất nhiều. Đi theo Vương Tổng, Phù Giao, sự nghiệp của cô, sẽ đạt tới tầm cao mới. Anh là ai? Cút ra ngoài, một kẻ ba mặt như anh, có tư cách gì mà bảo tôi cút ra ngoài? Tôi tưởng ai, thì ra là, kỹ thuật viên nhỏ bé đó, anh chẳng phải đã bị đuổi rồi sao? Anh đến đây, làm gì vậy? Chân này mọc trên, người tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, bảo vệ đâu, chết ở đâu rồi, đuổi tên thất nghiệp này, ra ngoài cho tôi. Diệp Không, lúc trước ở cửa chính, không phải rất kiêu ngạo sao, bây giờ thì sao? Kiêu ngạo, thêm lần nữa cho tôi xem. Trước đây, anh dựa vào, Lâm Phù Giao chống lưng, trước mặt tôi, làm mưa làm gió, bây giờ Lâm Phù Giao đã gục ngã, anh còn trông cậy vào ai? Trịnh Hùng. Anh đừng đắc ý quá sớm. Tôi không nghe nhầm chứ, thằng nhóc này, phải chăng đã bị mù rồi, Lâm Phù Giao giờ đã bị bãi nhiệm rồi, anh còn trông chờ lật ngược tình thế sao? Thật buồn cười, Diệp Không, tôi khuyên anh một câu, anh nên, ngoan ngoãn, phục tùng Vương Tổng của chúng tôi, nể tình trước đây giữa tôi và anh, có chút quen biết, tôi còn có thể xin Vương Tổng, tha cho anh một con đường sống, trước đây làm sao tôi lại, kết hôn với loại người như cô, còn sống cùng nhau, 3 năm trời, thật là ghê tởm, anh muốn chết à, Vương Trường Hồng. Làm người không nên quá kiêu ngạo, chuyện tối hôm qua, ông quên rồi sao? Anh và những người đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Họ à, họ là thuộc hạ của tôi. Vương Tổng, đừng nghe, kỹ thuật viên này, nói bậy, chỉ cần ông ra lệnh, tôi sẽ giúp ông, làm đủ trò với hắn, đem hắn ra làm đồ chơi, đem thằng nhóc này, đánh cho tôi, chỉ cần không chết, là tôi làm. Nhìn đây, Vương Trường Hồng, ông dám động vào tôi sẽ khiến ông, không còn gì cả. Đây thật sự là câu nói hài hước nhất tôi từng nghe. Dưới tên tôi có hơn chục công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, tài sản lên tới hàng tỷ, mất hết tất cả ư? Ngay cả người giàu nhất Trung Quốc cũng không thể. Anh là cái thá gì? Thằng nhóc anh có phải vì mất việc làm mà hóa điên rồi không? Một kẻ thất nghiệp mà dám nói sẽ khiến Vương Tổng không còn gì cả, có phải là trò cười không? Diệp Không à, Diệp Không, ly hôn với anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi, đúng đến thế sao? Chút nữa cô sẽ biết. Lúc đó, đừng có khóc. Gì cơ, tôi khóc ư? Vương Đình Đình, tôi thà khóc vì một con chó, cũng không khóc vì một kẻ vô dụng như anh. Diệp Không, chúng ta đi. Lâm Tổng, em yên tâm, không lâu nữa đâu, tập đoàn Phù Giao sẽ quay trở lại tay em. Diệp Không, tôi biết anh có ý tốt, nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi, tôi không muốn đứng đây nhìn bộ mặt của những người này nữa. Hãy tin tôi, đợi thêm vài phút nữa. Lâm Phù Giao à, Lâm Phù Giao, cô thay vì tin tưởng con chó rách này, tại sao lại không thể tin tưởng tôi chứ? Chỉ cần cô hầu hạ tôi tốt, tôi không những trả lại tập đoàn Phù Giao cho cô, mà còn giúp cô không bao giờ phải lo lắng về vấn đề vốn nữa. Trong lòng tôi, ông mãi mãi chỉ là một con cóc ghẻ, tôi thà chết cũng không để cho ông chạm vào tôi một lần nào nữa. Đồ đàn bà thối tha, cô đang tự tìm đường chết. Này Vương Tổng, ông đừng vội, Lâm Phù Giao chỉ là bây giờ cứng miệng thôi. Cô ta chưa từng trải qua cảm giác nghèo khổ, đến lúc đó, trải nghiệm xong rồi, cô ta nhất định sẽ quay lại, chủ động tìm ông, lúc đó, ông muốn thế nào, chẳng phải đều tùy ông sao? Đúng rồi, Vương Tổng, Lâm Phù Giao cô ta là người lớn lên trong một bầu mật ngọt, cô ta hoàn toàn không chịu nổi khổ, không lâu nữa đâu, cô ta sẽ ngoan ngoãn khóc lóc xin ông, nghe rõ chưa, Lâm Phù Giao, tối nay nếu cô ở lại, tôi sẽ đối xử tốt với cô, đợi thêm một thời gian nữa, kết quả sẽ khác, giờ ông nên lo cho bản thân mình trước đi, ông nên nghĩ xem, làm sao để sống những ngày không xu dính túi, đến lúc này rồi, mà anh còn lớn tiếng, thật là nực cười, tin hay không, tùy ông. Đại nhân, tất cả các công ty niêm yết, dưới tên Vương Trường Hồng, đã tạm ngừng giao dịch, cổ phần của hắn, đã bị cưỡng chế đóng băng, tài sản cá nhân cũng bị phong tỏa, hơn nữa, nhiều ngân hàng sẽ nhanh chóng yêu cầu hắn trả nợ, Vương Trường Hồng đã phá sản, làm tốt lắm, tôi sẽ báo cáo ngay với điện chủ.
Tin hay không, là tùy ông, chờ vài phút, sẽ biết rõ, tài sản của tôi hàng trăm tỷ, mỗi phút, thu nhập hàng trăm triệu, đợi anh vài phút, anh trả nổi không? Vương Trường Hồng, ông đừng tự mãn, tài sản hàng trăm tỷ của ông, bây giờ chỉ là quá khứ thôi, ý anh là, tôi đã phá sản rồi sao? Tên kỹ thuật viên này, chắc chắn là nghèo đến phát điên, thật sự coi mình là, tươi giàu nhất thế giới. Thôi được rồi, đem hắn vứt ra ngoài cho tôi không rảnh mà chơi khỉ ở đây, Vương Tổng yên tâm, tôi sẽ xử lý hắn đàng hoàng, làm cho ra trò, Diệp không, chúng ta đi, không cần thiết phải, tự chuốc nhục ở đây. Gần đủ rồi. Gần đủ cái gì? Gần đủ giờ rồi, Vương Trường Hồng nên sớm, nhận được thông tin. Có tin vui gì à? Nói ra đi, Vương Tổng không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Chuyện không tốt gì chứ, tôi đang rất tốt đây. Nói rõ đi, Vương Tổng, vừa rồi ngân hàng gọi điện, nói rằng đã phong tỏa, tất cả tài sản của ông. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ vậy, hơn 10 công ty niêm yết, dưới tên ông, đều bị ủy ban giám sát, đình chỉ giao dịch. Hơn nữa, cổ phần của ông, cũng bị đóng băng hoàn toàn. Không thể nào, cô đang lừa tôi, Vương Tổng, tôi nào dám lừa ông. Người của ủy ban giám sát, còn yêu cầu tôi, cung cấp hành tung của ông, nói là muốn tìm ông hỗ trợ điều tra. Nhất định là giả. Là anh. Là anh, với người phụ nữ đó, hợp tác lừa tôi, đúng không, lừa ông. Ông cũng xứng sao? Còn đứng đó làm gì, mau mang hắn ra ngoài cho tôi. Anh. Nãy giờ là một trò lừa đảo, là các người, hợp tác lừa tôi, đúng không? Ai là Vương Trường Hồng? Chúng tôi là người của Ủy ban Giám sát, có vài vụ án, cần anh ấy hợp tác điều tra. Tôi là Vương Trường Hồng. Các anh, mấy vị cảnh sát, tìm tôi có việc gì? Chúng tôi nghi ngờ anh, thao túng thị trường, nghi ngờ rửa tiền, mời anh theo chúng tôi một chuyến. Không phải, chắc chắn các anh nhầm rồi. Tôi quen biết, ngài tổng đốc, tôi gọi một cú điện thoại. Là Vương Tổng à? Anh gọi cho tôi, có việc gì thế, ngài tổng đốc? Xin ngài cứu tôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói đi, có kẻ tiểu nhân, dám làm loạn, hắn phong tỏa hết, toàn bộ tài sản của tôi, còn đình chỉ toàn bộ, các công ty dưới trướng của tôi, ngài nhất định phải giúp tôi, anh đừng lo, tôi sẽ hỏi giúp anh. Đợi tôi trả lời. Người đâu? Đại nhân, ngài có gì dặn dò, anh giúp tôi điều tra, Vương Trường Hồng rốt cuộc, là chuyện gì? Đại nhân, chuyện này tôi biết một ít. Khoảng nửa giờ trước, có một thế lực mạnh mẽ đã tấn công vào Vương Trường Hồng trên mặt thương mại, khiến Vương Trường Hồng gần như ngay lập tức trở nên vô giá trị. Thế lực này mạnh đến mức khiến người ta thán phục. Anh đi điều tra xem, thế lực này rốt cuộc từ đâu mà đến. Đại nhân, ở Giang Châu không có thế lực nào mạnh đến vậy. Điều đó chứng tỏ, thế lực này chỉ có thể đến từ bên ngoài. Gần đây, người ngoài có thế lực mạnh như vậy, chỉ có một người. Anh nói là Mị Ảnh thần tướng, ngoài cô ta ra, tôi thực sự không nghĩ ra ai còn có năng lực mạnh đến vậy. Nếu là Mị Ảnh đại nhân ra tay, thì Vương Trường Hồng không thể cứu được nữa. Để hắn tự sinh tự diệt, anh đi sắp xếp đi, cắt đứt mọi liên hệ với Vương Trường Hồng, đừng để chúng ta bị liên lụy. Được rồi, thời gian đủ rồi đưa đi. Không, đợi đã, Tổng đốc đại nhân nhất định sẽ cứu tôi, để tôi gọi thêm cuộc nữa. Xin chào, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Không đúng. Xin chào, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Sao ông không nghe điện thoại? Đồ khốn nạn, ông đã nhận của tôi bao nhiêu tiền, bây giờ lại chặn số của tôi. Đồ khốn nạn. Lâm Tổng, vừa rồi có một lượng lớn cổ phiếu được chuyển sang tên chị, bây giờ chị đã trở lại làm cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phù Giao và cổ phần đã vượt quá 50%. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do anh ta làm sao? Lâm Tổng, rất xin lỗi, nhưng do tình thế ép buộc, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Trịnh Tuấn, bây giờ ông còn gì để nói không? Lâm Tổng, tôi biết mình sai rồi, xin chị tha cho tôi. Lâm Tổng, không liên quan đến tôi mà, đều là do Trịnh Tuấn xúi giục tôi cầu xin chị tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho chị. Hai người các người, bây giờ cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh Diệp không, à không, anh Diệp không ca ca, em có mắt không thấy Thái Sơn, xin anh, nói giúp với Lâm Tổng một câu, tha cho em nhất định sẽ nghe lời anh, lôi hai người này ra ngoài, Lâm Tổng, cứu tôi với Lâm Tổng. Diệp không, rốt cuộc anh là ai, anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện, những chuyện này không còn quan trọng nữa, chúng ta đã không còn liên quan gì rồi, không phải sao? Tôi biết anh ghét tôi, nhưng chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi, Diệp không, chúng ta đã bên nhau 3 năm. Dừng những lời lố bịch này lại, khi tôi còn niệm chút tình xưa, mau cút đi, nếu không, cô sẽ vào tù cùng với Vương Trường Hồng.
Chuyện của Vương Trường Hồng là do anh làm sao? Em tin là tôi, thì đó là tôi, anh thực sự là ai? Có thể cho tôi biết không? Tất nhiên là có. Sau khi Giao Giao đi, đã để lại cho Diệp Không nửa miếng ngọc bội này. Hơn 20 năm qua, Diệp Không mang theo nửa miếng ngọc bội này, chinh chiến khắp nơi, mạo hiểm bốn phương. Chỉ có cô gái trong lòng anh ấy là anh ấy chưa bao giờ quên. Anh là Diệp ca ca. Giao Giao đã rời đi hơn 20 năm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Diệp ca ca, anh có biết em đã tìm anh bao lâu không? Em thực sự rất nhớ anh, nhưng dù em tìm đến đâu, cũng không tìm thấy anh. Em chỉ có thể nhìn vào miếng ngọc này mà nhớ đến anh. Anh cũng rất nhớ em. Nhưng 3 năm trước, rõ ràng em đã nhận ra anh rồi. Tại sao không gặp lại anh? Là lỗi của em, Diệp ca ca, là em có lỗi với anh. 3 năm trước là em không nhận ra anh. Nếu không, em nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ như vậy. Cũng không khổ lắm, ngược lại còn luyện được tay nghề tốt. Đợi đến lúc về hưu, còn có thể dựa vào tay nghề này mà sống. Nghe nói Diệp kỹ thuật viên có tay nghề tinh tế, rất được các cô gái yêu thích. Không biết em có may mắn được thử một lần không? Lâm tổng khi nào có thời gian? Bất cứ lúc nào cũng được.